Chào các bạn, là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cái core thiết bị Wi-Fi của D-Link là có cái mã số là DIR809 ha. Thì cái thiết bị này nó có chức năng là nó là dual band, ý là nó có hai kênh, một cái kênh hai chấm cái chuẩn 2.4 này, với một cái chuẩn mới là chuẩn AC là cái chuẩn 5 GHz ha. Thì nó có chức năng là extend mode, tức là cái mở rộng cái vùng có sóng á, thì hoặc là gọi là chức năng register. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nó là một con register để mình mở rộng cái vùng của sóng. Ví dụ như mình ở lầu 1 mà sóng trên lầu 2 nó yếu, thì mình lấy cái cục này mình phát mở rộng cái vùng của sóng lên nữa mà không cần đi dây ha. Thì mình chỉ cần gây ổ điện rồi bắt đầu là mình cấu hình thôi ha. Thì nó có hai cái extend à, nó có hai cái cục phát, nó có hai cái kênh. Thì tùy vào cái thiết bị gốc nha, ví dụ thiết bị gốc của mình ưu tiên chuẩn 2.4 thì 2.4, còn có mặc định 5 GHz thì chuẩn là chuẩn AC ha. Thì trước tiên mình đăng nhập vào ha. Đây là đang hiện tại mình đang xài cái con Gbon ha. Đang kết nối bằng này IP 200.1. Thì hiện tại giờ mình đăng nhập vào để mình kết nối vào ha. Thì nó có cái tên là D-Link F2C8 nè. Đây là cái chuẩn 2.4 cùng cái chất thêm cái chữ 5 GHz, thì đây là chuẩn AC ha, chuẩn mới nhất bây giờ tới thời điểm bây giờ mình đang nhập vô. Thì trên cái card trong cái hộp đó, thì mình sẽ có cái username và một cái phần password đó. Thì mình lấy cái đó mình đăng nhập vào ha. Thì do mình đang kết nối bằng wifi nên mà nó phải cần đăng nhập, còn nếu các bạn nào mà xài cái dây mạng ghim trực tiếp vào cấu hình đó thì không cần đăng nhập ha. Thế mình bình nè, mặc định là khi mà mình bắt đầu cấu hình thì nó chưa kết nối được internet ha, chưa có kết nối đó, kết nối ok, kết nối success. Thì mình muốn xem IP của nó bao nhiêu, các bạn gõ cái chữ là IP config set on đi. Ok, mình kiếm xuống dưới ha. Thì phần mình kiếm xuống phần dưới mình sẽ thấy được cái phần IP đó nè. Đây ha. Đây. Thì hiện tại nó IP của cái máy mình là đây nè. Còn ở dưới phần này là cái phần gateway, thì bạn nhìn cái phần gateway á, nó sẽ là 192.168.0.1 ha. Thì mình đăng nhập vô. Mình mở trình duyệt web lên. Mình đăng nhập 0.1 ha. Là mặc định của nó là admin và mật khẩu mà để trống là chưa có mật khẩu á. Đợi nó cái đó ha. Đợi lần đầu tiên đăng nhập của nó sẽ tí hơi chậm. Thì khi mà phát sóng extend, nó mở rộng vùng tần sóng, thì nó có một cái tên thôi, nó trùng với cái tên cũ của mình. Ví dụ như cái tên của mình cũ là định media ha. Rồi mình đăng nhập vô nè. Thì để hạn chế mà người truy cập ở không mong muốn thì các bạn nên đổi mật khẩu của cái thiết bị ha. Thì các bạn vào là Advanced Network. Rồi các bạn Advanced hay là mình đổi cái mật khẩu mặc định của admin đi ha. Rồi nào luôn. Tool để kiếm nguyện. Đây là cái mật khẩu admin này. Ví dụ mình đặt admin đổi mật khẩu chứ không để nó mất thì sao người ta đăng nhập ha. Bạn gõ lại mật khẩu ha, gõ lại trên hay gõ lại dưới ha. Rồi bạn save. Rồi đợi nó khởi động ha. Đợi nó khởi động, nó thông báo là nó khởi động trong vòng mấy chục giây ha. Khởi động 9 giây, đợi nó chút. Còn quên mình không nói luôn, đợi tí nữa nó đăng nhập vô. Còn nếu mà mình muốn remote nó, nếu mà bạn cấu hình extend thì nó không có thể remote qua mạng được ha. Không có từ xa truy cập vào cái cục phát này được. Thì hiện tại mình mà cấu hình mod extend nên mình không nói. Sang cái video khác thì mình sẽ cấu hình cho cái cục này thành là cục phát wifi chính ha.
do cái cục của nhà mạng nó yếu, không đáp ứng được nhu cầu của mình. Còn nó vô mình nhập cái mật khẩu vào hồi nãy đổi ha, mình đổi mật khẩu đi. Ok, đăng nhập thành công. Các bạn nên đổi mật khẩu của mình nha, chỉ để mặc định mất công truy cập không mong muốn vô rồi bạn khỏi lừa luôn. Phần wireless setting nè, khi mà mình mở rộng phần vùng kết nối thì nó cái tên nó trùng với cái tên cũ, nó thành ra mình không cần đổi tên nó luôn ha. Thì bạn nhìn cái phần trên này nè, cái phần là access point mode này ha, phần này thì mình vào cái phần mode đó thì các bạn thấy nè, nó một là ví dụ như nó là access point thôi, nó là cái mode access point, rồi còn thêm mấy cục nữa thì thành regulator. Thì mình tùy nhu cầu sử dụng, ví dụ như mình có nhu cầu cái cục gốc của mình là nó hỗ trợ chỗ 5.5GHz thì các bạn chọn 5GHz ha. Nhưng mà do cái cục cũ của mình nó chỉ hỗ trợ bằng tầng 2.4 thôi nên mình sử dụng 2.4 ha. Rồi cái tên này mình không quan tâm luôn, bạn thứ nhất là bạn chọn bấm nút scan này, bấm nút scan để cho nó tìm ra thiết bị ha, tìm ra ha. Ok, scan chụp đăng kiếm rồi. Ok, nó tìm ra cái tên của mình là định media ha, mình list rồi mình chọn thì trên này tự đổi luôn ha, cái tên nó tự đổi luôn, mình không cần chọn cái kênh này, tự động cái kênh cũ của nó là kênh chính, nó tự động nhận hết luôn ha, mình không cần quan tâm luôn mấy kênh 11. Rồi cái phần này mật khẩu của cái chuẩn kênh hiểu luôn, thì mật khẩu của cái game mình hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ha, thì mình nhập lại cái mật khẩu của cái định media ha, thì nó tự động đổi luôn, tự đăng nhập luôn. Rồi cái phần tầng 5.05GHz này mình không sử dụng thì mình tắt đi ha, để nó phát sóng nhiều thì do mình không có sử dụng. Thì nó sẽ lúc khi mà thành công thì mình bấm ha, bấm save setting. Rồi các bạn chọn reboot now nè, các bạn đợi khởi động. Khi mà nó khởi động thành công á thì cái tên cũ, cái tên nó sẽ mất đi và mình sẽ không đăng nhập vào cái thiết bị này được nữa. Nếu mà muốn đăng nhập nó thì các bạn phải bấm một cái nút reset giữ chừng gần 10 giây á thì nó reset là hết, thì nó mặc định, nó trở quay về mặc định của nhà sản xuất ha. Thì lúc đó mình phải cấu hình lại giống như cái mình hướng dẫn hồi nãy á, thì đợi một chút cho nó reboot ha. Máy giày success, kết nối lại ha. Đó, mình thấy mấy cái tên kia nó mất hết rồi, cái tên kia tự động mất thì nó sẽ còn một cái tên duy nhất. Thì mình mở rộng cái vùng phủ sóng thì để đáp ứng cái nhu cầu là mình mở rộng thêm cái khu vực mình không có sóng đó, mình mở rộng thêm ha, có cái lượng thông lúc bao nhiêu. Một trăm mấy chục mê, 144 mê ha, trong lên. Ok, thì nó lấy IP của cái gateway, cho gateway này là cái các bạn muốn xóa đi là do mình đã cấu hình, mình trước đó mình có một cái con gateway khác nên mình đang lấy gateway ha. Thì mình muốn mình có thể là tắt cái này đi là nó mất nè. Obtain này. Giờ nó nhớ theo. Ha, nó mất này nè. Đó. Thì nó lấy lại cái con cũ đó, thì hiện tại nó mở rộng cái khu vực phủ sóng ra thì nó lấy cùng một tên, thì các bạn có đi nhà trên nhà dưới thôi, thay vì mình phải đổi một hai cái tên thì khỏi, đi một cục này là đi được hết luôn rồi ha. Có thể là đi xài L1 L2 cùng một tên thôi, không cần nhiều tên cho chị cho mất công đi vô đây ra phải kết nối ha. Ok, rồi cái video hướng dẫn cấu hình extend hoặc là splitter á, chức năng regulator cho cái cú pháp wifi DIR809 của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hết thì đừng quên like hoặc đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi nhiều video mới trong tương lai. Thì cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nó thành là cục phát chính, thì nó và mình có hình hướng dẫn các bạn cấu hình một số chức năng riêng ha. Thì còn cái video này thì chủ yếu là cấu hình nó là một con regulator thôi.
thì nó cấu hình nó rất là đơn giản, không có gì. Chào các bạn.